Chiều nay tại Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải Hải Phòng đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện cân kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ 5 với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp vận tải. Tại cuộc hội thảo này, Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Đường bộ Hải Phòng mong muốn có một cuộc đối chất với lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhưng đáng tiếc đại diện của cơ quan này đã không có mặt. Tại hội thảo, các doanh nghiệp vận tải nêu các ý kiến đều đồng tình với những chủ trương lớn của nhà nước về kiểm tra tải trọng xe, nhưng cũng thẳng thắn nêu rõ những điểm quy định chưa sát thực tế, gây khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho rằng, việc tổ chức cân kiểm soát trọng tải phương tiện thời gian qua là rất cần thiết. Nhưng khi doanh nghiệp vận tải đường bộ vừa và nhỏ nên thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước là rất khó khăn. Ông Thành cũng đề nghị các doanh nghiệp vận tải thông qua Hiệp hội Vận tải ô tô kiến nghị những tồn tại bất cập lên các cấp có thẩm quyền càng sớm càng tốt. Hiện tại trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 7.000 container. Có 7.000 xe container của hơn 1.000 doanh nghiệp hoạt động vận chuyển tới 90% hàng hóa của cảng cửa ngõ Hải Phòng.